Ngày 9 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang Trang Nemo Style tại đường Nguyễn Trãi, quận 1, do ông NM, 31 tuổi, trú tại Đồng Nai làm chủ. Thời điểm kiểm tra, quản lý thị trường phát hiện nhiều sản phẩm như túi, ví, giày dép, quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Trước đó, cửa hàng này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là trên nền tảng TikTok, với hàng loạt video đăng tải dưới tài khoản mang tên Trang Nemo có hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng đã xuất trình cho đoàn giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban Nhân dân quận 1 cấp đầu năm 2022. Kiểm tra thực tế, lực lượng quản lý thị trường phát hiện cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton với giá từ 300.000 đồng đến 850.000 đồng một sản phẩm. Đại diện cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ cho lô hàng này. Bước đầu, đội quản lý thị trường số 2 nhận định, phần lớn hàng hóa được bày bán có dấu hiệu giả mạo. Quản lý thị trường đang tiến hành xác minh làm rõ theo quy định.